tại xã Trường Sôm, thành phố Sơn La, gần 20 năm qua đã có những hộ gia đình đã gắn bó tạo dựng nên thương hiệu vùng trồng hoa nổi tiếng của thành phố và là điểm đến quen thuộc của những du khách yêu thích thiên nhiên và đặc biệt là yêu thích hoa. Nhắc đến vùng trồng hoa ở xã Trường Sôm, không thể không nhắc đến công lao của những người mang cây hoa đến với mảnh đất này. Qua từng năm tháng, cây hoa đang dần thay thế tấc đất trồng lúa, trồng ngô khu vực này. Nghề trồng hoa thì nó cũng có nhất những cái vui. Cái thứ nhất là so với người nông nghiệp, tức là người ta cấy lúa trồng rau, thì trồng hoa là nó có cái thú vị hơn, tức là nó chinh phục được những cái kỹ thuật, làm ra được những cái sản phẩm đẹp. Gần 20 năm qua, các nhà vườn nơi đây đã lặng lẽ dành tâm huyết chăm sóc cho cây hoa, đặc biệt là các loài hoa cúc và hoa hồng. Hoa hồng ở Sơn La cũng đã có được chỗ đứng trên thị trường nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều đặc biệt hơn, hoa trồng ở Sơn La nở trái vụ so với nhiều địa phương khác. Đây cũng chính là điều kiện để hoa Sơn La cung ứng ra nhiều thị trường. Và để tạo được chỗ đứng như ngày hôm nay, không thể không kể đến công chăm sóc rất đỗi tỉ mỉ của người trồng hoa. Đối với cây hồng thì cái sinh trưởng của nó như là về mùa hè thì cứ 40 năm ngày là được một nứa. Thế nên là cứ sau một thời gian thì mình lại phải cắt tỉa, rồi lại phải có những loại thuốc mà chăm sóc để phù hợp với lại cây. Nhiều người thường thắc mắc tại sao hoa là loài cây phải được chăm sóc trong điều kiện sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ như vậy. Vậy người trồng hoa quanh năm sẽ phải đối diện với những tác động này như thế nào? Đối với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì chúng tôi là những người làm ở vườn đây thì cũng phải lựa chọn những cái loại thuốc. Thứ nhất là an toàn cho người sử dụng, cho người lao động. Và thứ hai nữa là người sử dụng những cái bông hoa. Trồng hoa cũng như những ngành nông nghiệp khác luôn luôn phải đối diện với những khó khăn về điều kiện thiên tai và thời tiết thất thường. Khó khăn thì cũng có, ví dụ như là có những năm thì sương muối nó xuống, rồi mưa đá nó phá hủy đi, thế rồi là mưa lũ lụt thì nó ngập mất. Khó khăn là vậy, nhưng những người trồng hoa nơi đây vẫn bám trụ và gắn bó với nghề trồng hoa qua từng năm, từng tháng, bằng sự chịu thương, chịu khó chăm sóc cho hoa. Để tiếp tục lưu truyền nghề trồng hoa ở Sơn La không bị mai một, đưa thương hiệu hoa Sơn La đến với nhiều người yêu thích cái đẹp,